Chuỗi hội thảo công nghệ số năm 2021 với chủ đề Công nghệ cho bất động sản thời kinh tế số, bất động sản số và tòa nhà thông minh vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản giúp giảm chi phí giao dịch và quản lý, tăng khả năng tiếp cận thị trường với thông tin minh bạch. Phòng đất quản lý đất đai để làm những cái thủ tục mất rất nhiều thời gian mà chỉ bằng một click chuột sẽ có thể tra cứu ngay lập tức cái bất động sản đó và ra quyết định giao dịch ngay lập tức. Công nghệ đang trở thành xu thế tất yếu để giải quyết các thách thức mới, giúp Việt Nam bắt kịp xu hướng của thế giới về chuyển đổi số.